Mời vào. Chủ nhiệm La, mời ngồi. Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh, cô cứ coi tôi như một bệnh nhân bình thường thôi. Thực ra thì tôi chỉ là một người bình thường cần giúp đỡ. Được. Nói về tình hình hiện giờ của anh đi. Bác sĩ Mạnh, dạo này tôi ngủ không ngon. Cô kê cho tôi ít thuốc an thần được không? Theo anh biết thì tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Có lẽ là lâu lắm rồi. Có lẽ là nhiều năm rồi. Tiểu Mạnh, vậy đặt câu hỏi chỗ này hơi có vấn đề nha. Cô nhớ không được dẫn dắt suy nghĩ của bệnh nhân hay cho bệnh nhân ám chỉ gì đó. Vậy thì đáp án cô hỏi được sẽ khiến cô chẩn đoán sai. Được. Không sao, tiếp tục đi. Vậy chúng ta nói đến công việc. Nếu như nói chuyện công việc khiến anh cảm thấy không thoải mái, thì chúng ta đổi chủ đề khác. Bác sĩ Mạnh, cô có cảm giác ngày nào cũng rất mệt mỏi, nhưng lại không biết lý do không? Ý anh là anh có cảm giác đó? Tôi luôn có cảm giác cô đơn khủng khiếp, như là sau khi về nhà. Cô đơn. Ngày nào tôi cũng phải đối mặt với bí mật trong lòng từng bệnh nhân. Có những bí mật vô cùng bẩn thỉu. Nếu không muốn bị nó ảnh hưởng thì phải khép mình lại. Khép mình lại một cách kín kẽ. Mỗi ngày về đến nhà, tôi sớm đã thấy mệt mỏi rã rời. Người nhà không hiểu. Cứ như thể tôi không muốn ở bên gia đình vậy. Anh từng nói chuyện với người nhà chưa? Bất kể tôi nói gì, cũng cảm giác như mình đang diễn kịch. Giả lại tôi cũng có thể cảm nhận được bà ấy nghĩ tôi đang diễn. Hoàn toàn không tin tôi. Vậy nên sau khi trải qua rất nhiều lần trao đổi thất bại, tôi cũng không nói nữa. Nghe những lời anh vừa nói, tôi có nghe lúc đầu anh nói là người nhà, sau đó lại nói là bà ấy. Vậy người này là vợ của anh sao? Xin lỗi. Không sao, cô cứ coi như nói chuyện với bệnh nhân. Tôi cần sự chuyên nghiệp và khách quan của cô. Được. Anh có thể miêu tả cho tôi mỗi khi anh gặp tình trạng này, phản ứng đầu tiên của anh là gì? Phản ứng về mặt cảm xúc ban đầu thì là phẫn nộ, sau đó thì là thất vọng, bây giờ thì thành chưa về nhà. Tôi đã thất vọng rồi. Cứ nghĩ đến gia đình chỉ có thất vọng thôi sao? Vấn đề của chúng tôi nằm ở sự mất cân bằng trong thông tin. Tôi luôn có thể biết được người đối diện đang nghĩ gì. Hơn nữa người khác không thể đến gần tôi về mặt tâm lý. Chẳng lẽ chồng cô thực sự có thể hiểu cô sao? Tôi không giống cô, có người cha có thể giải bày. Ba mẹ tôi qua đời từ rất lâu rồi. Mẹ ơi! Tôi cũng chưa bao giờ nói với ba về chuyện của mình. Chưa bao giờ nói sao? Ông ấy cũng chưa bao giờ hỏi. Ba tôi vất vả nuôi tôi khôn lớn. Tôi thấy mình có lỗi với ông ấy. Con nói ba biết để mặt mũi vào đâu? Hàng xóm người ta nghĩ thế nào? Họ hàng nghĩ thế nào? Cô có biết ông ấy thường hay nói với tôi câu nào không? Con chẳng là cái thá gì hết.